Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 15 tháng 4 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết giá heo thịt hơi xuất chuộng trung bình năm 2023 gần 53.800.000 đồng 1 kg thấp hơn 5,6% so với trung bình cả năm 2022. Tháng 1 năm 2024, giá heo hơi đã tăng nhanh trong 3 tuần cuối tháng tại 63 tỉnh thành cả nước đưa giá trung bình ở mức 53.000 đồng 1 kg. Sau đó tăng khoảng 3.000 đến 4.000 đồng 1 kg trong tháng 2. Vì vậy, Giá trung bình tháng 2 khoảng 56.000 đồng 1 kg. Mức giá này tiếp tục tăng đều trong tháng 3, giá trung bình cả tháng đạt 58.100 đồng 1 kg. Như vậy, kể từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo hơi đã tăng khoảng 10.000 đồng 1 kg, mức giá này tiếp tục tăng nhẹ trong các ngày cuối tháng 3 năm 2024 và đang ở mức 58.000 đến 62.000 đồng 1 kg tùy theo từng địa phương. Những ngày gần đây trong khi miền Bắc giá có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, thì miền Nam giá tăng tương ứng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, giá heo hơi xuất chuồng của Việt Nam thời điểm cuối tháng 3. Đầu tháng 4 năm 2024 cao hơn Trung Quốc khoảng 10.000 đồng 1 kg. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Yên Bái 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Lào Cai 60.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Nam Định 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 61.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Thái Bình 61.000 đồng 1 kg, Hà Nam 61.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Hà Nội đạt mức giá 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa 60.000 đồng 1 kg, Nghệ An 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 59.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 59.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 59.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 59.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Bình Định 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 61.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Gia Lai 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận 60.000 đồng 1 kg, Kon Tum 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam Bình Phước 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Bình Dương 59.000 đến 60.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 60.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg, Long An 61.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 62.000 đồng 1 kg, An Giang 60.000 đồng 1 kg.

Sóc Trăng có mức giá 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 60.000 đến 61.000 đồng 1 kg.